Thủy điện hiện vẫn là một trong những nguồn năng lượng quan trọng góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Thế nhưng trong quá trình vận hành hồ chứa tại các nhà máy thủy điện, nhất là các nhà máy thủy điện nhỏ, đã bộc lộ những yếu kém trong hoạt động quan trắc, dự báo, dẫn đến việc xả lũ ồ ạt, gây thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản của nhân dân. 40 hồ thủy điện miền Trung Tây Nguyên xả tràn trong đợt mưa lũ đầu tháng 11. Một trong những nguyên nhân phải đồng loạt xả tràn là do hầu hết các hồ thủy điện vừa và nhỏ không có dung tích phòng lũ. Các cái thủy điện ở miền Trung nói chung là không có dung tích phòng lũ. Bởi vì lúc xây dựng là người ta không đặt ra vấn đề dung tích phòng lũ. Bởi vì nếu dung tích phòng lũ thì sẽ gây thiệt hại cho việc phát điện. Các nhà máy thủy điện nếu không có yêu cầu của chính phủ nhé, không có yêu cầu của chính phủ hoặc địa phương thì không bao giờ người ta làm cái dung tích phòng lũ cả. Bên cạnh việc không có khả năng điều tiết lũ, hồ thủy điện còn đặt ra những dấu hỏi lớn trong giai đoạn phát triển ồ ạt trước khi bị dừng mở rộng từ tháng 10 năm 2016. Những sự cố, vỡ đập, động đất, thiếu nước sản xuất, bung cửa hầm dẫn, dù đã gây thiệt hại không nhỏ về người và tài sản, nhưng cũng chỉ mới là những lời cảnh báo. Chính thức nhà nước chưa phê duyệt quy chuẩn thủy điện, tức là những cái tiêu chuẩn, những cái tiêu chí xây dựng thủy điện trước khi đi vào tiêu chuẩn kỹ thuật là những cái thông số không có. Thế cho nên từ đó tôi muốn nói như vậy để thấy cái hậu quả nó sẽ dẫn đến rất là dài sau này. Khi đi thận đi 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 khảo sát ấy, tôi thấy một số các cái công trình loại vừa và nhỏ thì nó có những vấn đề là chúng ta vẫn coi thường cái câu chuyện, nhưng mà đối với công trình lớn thì có thể chúng ta yên tâm hơn chăng, cần phải xem xét. Và tôi nghĩ rằng là đánh giá lại tất cả các hệ thống, chất lượng của toàn bộ các hệ thống công trình thủy điện, đấy là một điều rất cần. Theo nhiều chuyên gia, thực tế nhược điểm này của các hồ thủy điện là không có công cụ tính toán và năng lực dự báo để đưa ra hiệu quả kinh tế cao nhất cho hồ thủy điện, cũng như không gây thêm ngập lụt cho hạ du. Thì rất đơn giản thôi, là nhìn được toàn bộ các khía cạnh của dòng chảy, bao gồm là mực nước trong hồ và lưu lượng vào hồ. Khi ta nhìn thấy được hai điều đấy, chúng ta sẽ điều khiển được nó. Về mực nước ấy, Việt Nam đo được, nhưng về dòng chảy ấy, tôi không nắm rõ tất cả các nhà máy thủy điện ở Việt Nam, nhưng đa số các nhà máy mà chúng tôi đi khảo sát trong 10 năm qua ấy, thì không có chỗ nào nhìn được dòng chảy cả. Không phải vô cớ, trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2016, Bộ Công Thương đã đề xuất và được Quốc hội thống nhất loại bỏ hơn 471 dự án thủy điện ra khỏi quy hoạch. Quyết định này vẫn được giữ nguyên dù mới đây Hiệp hội Năng lượng và các chủ đầu tư đề xuất xem xét tái khởi động một số dự án trong 471 dự án này. Các dự án loại thì vẫn là loại, Quốc hội quyết định rồi, không có quay lại. Và có thể 5, 10 năm nữa hoặc 15 năm nữa, khi mà cái giá điện mà cái giá điện nó chắc chắn nó sẽ càng ngày càng tăng cao, thì lúc đấy cái hiệu quả rồi các cái vấn đề kinh nghiệm rồi các cái vấn đề về đầu tư thủy điện nhỏ có thể được xem lại, thôi chứ bây giờ không có cái ý. Thủy điện vừa được xếp vào loại hình năng lượng tái tạo, phát triển thủy điện cũng sẽ góp phần vào quá trình chuyển đổi năng lượng sạch của Việt Nam. Tuy nhiên, không phải công trình nào cũng góp phần vào quá trình chuyển đổi này nếu như không được khảo sát, đánh giá kỹ càng về mặt hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ quá trình xây dựng và vận hành sau này.